Nhận định bóng đá Thanh Hóa với Hoàng Anh Gia Lai. 17 giờ ngày 28 tháng 4, vào thời điểm này, Thanh Hóa đáng được xem là cao điểm cuối cùng mà Hoàng Anh Gia Lai cần phải vượt qua. Trong đó, cuộc đấu trí trên sa bàn giữa cao già Petrovic và Kiatisak sẽ quyết định thành bại trận chiến trên sân Thanh Hóa. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Vào thời điểm này, rất khó đoán định Hoàng Anh Gia Lai sẽ chơi như thế nào dù biết Kiatisak chỉ luân phiên sử dụng khoảng 15 cầu thủ trong đội hình. Sự đáng sợ của Hoàng Anh Gia Lai nằm ở chỗ, họ luôn có những tính toán phù hợp dành cho các đối thủ. Trận đấu với Hà Nội FC trên sân Pleiku đã cho thấy được Kiatisak cao tay như thế nào về chiến thuật lẫn làm công tác tâm lý cho các học trò. Tiêu biểu nhất là Lương Xuân Trường, người đã ghi bàn thắng duy nhất với một siêu phẩm được tập luyện và có sự dàn xếp. Hoàng Anh Gia Lai sẽ cố gắng lấy một điểm trước Thanh Hóa hay sẽ cố gắng ra về với 3 điểm trên sân khách? Ở thời điểm hiện tại, không dễ để đánh bại Thanh Hóa. Kiatisak hiểu rằng, đội bóng của ông không thể chơi canh bạc tất tay trước một đối thủ cứng cựa. Nếu vậy, Hoàng Anh Gia Lai sẵn sàng chơi với thế cửa dưới, tức họ chủ động chơi phòng ngự rồi chờ đợi những cơ hội. Có lẽ huấn luyện viên Petrovic đang nghĩ ngược lại. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Thanh Hóa có thể vươn lên cũng như tạo ra một cú hích. Rất có thể, nhà cầm quân lão luyện này sẽ có những điều chỉnh về chiến thuật. Cũng không ngoại trừ, đội bóng xứ Thanh sẽ chủ động đánh úp đối phương khi có được sự hậu thuẫn về mặt tinh thần trước sự đông đảo của khán giả nhà.